Một số tỉnh tăng trưởng cao như là Trà Vinh 10,2%, Hậu Giang 8,4%, Cà Mau 8,9%. Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương Đỗ Tiến Cường đề nghị. Đề nghị các ủy ban nhân dân các tỉnh phương phát động một phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Là đề nghị các đồng chí quan tâm nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng chất, đúng người, đúng việc. Trong hội nghị hôm nay, tôi đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Long An là đơn vị cụm trưởng để khẩn trương ban hành các quy chế tổ chức và hoạt động. Những tay năm một thì chúng ta có cái cơ sở rất hoạt động từ nay đến cuối năm, cũng như là thực hiện cái công tác chuẩn bị tết từ các địa phương một ở đầu năm 2024. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh An Giang có khoảng 5.000 đăng ký thành lập mới, tăng gần 3,1% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 200 đại diện trên 70 doanh nghiệp,